cái cơ hội đấy ngay trong ngày hôm nay đó. Và ở đây cũng có nhiều bạn hỏi rằng là em chỉ có tiếng Anh thôi, em không có bằng đại học thì em có nộp hồ sơ được vào Gameloft hay không, thì có lẽ là những cái câu hỏi rất thú vị này của các bạn sẽ được anh Dũng chia sẻ. Và ngoài ra các bạn cũng có nhắn nhủ rằng là em đến đây hôm nay để được nghe thêm là làm thế nào để em sau này có được cái công việc ổn định, chứ không phải là đến đây để nghe rằng là vì enjoy cho nên phải học tiếng Anh. Cho nên là sẽ rất mong là anh Dũng và anh Long sẽ chia sẻ một cách là công tâm và khách quan nhất về việc là cái ý nghĩa của tiếng Anh như thế nào đối với môi trường, đối với cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn. Và tiếng Anh có phải là đã bão hòa không? Nó có làm ra được cái lợi thế cạnh tranh không? Đấy chính là câu hỏi mà rất nhiều bạn đang quan tâm. Có lẽ đấy là cái câu hỏi mà nhiều bạn hỏi nhất đấy, là tiếng Anh đã bão hòa chưa? 10 năm nữa, 20 năm nữa có bão hòa không? Nó có còn là một cái cạnh tranh không? Hay là em phải đi tìm một cái lợi thế khác để cho CV của em nó được đặc biệt? Và để các bạn có thể nhìn thấy được cái bức tranh đấy thì có lẽ là anh Long sẽ là cái người mà mang lại cho chúng ta được một cái bức tranh về thị trường tuyển dụng. Vì anh Long chính là người đã ở Top CV, là một công ty tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam. Xin mời anh Long. Để bắt đầu thì anh sẽ chia sẻ chút về Top CV. Thì thực ra là bản thân là Top CV cũng bắt đầu từ một cái đồ án tốt nghiệp startup thôi. Của mấy các anh founder thì đều sinh năm 92. Thì qua khoảng tầm 7 năm phát triển thì Top CV đã có hơn 5 triệu ứng viên và khoảng tầm 190.000 nhà tuyển dụng. Thì và Top CV cũng là một trong những startup đang phát triển rất là nhanh. Thì đó là một cái lợi thế để Top CV có một cái góc nhìn, một lượng dữ liệu lớn về thị trường, để có một cái góc nhìn công tâm nhất cho các em về cái xu hướng của thị trường tuyển dụng đang đi như thế nào. Thì ở buổi hôm nay thì sẽ có hai phần chính. Đầu tiên thì anh sẽ đi nhanh ở một số điểm nổi bật của thị trường tuyển dụng trong năm 2021 và nhu cầu xuống tuyển dụng cho năm 2022. Cái thứ hai là mình không chỉ dừng ở Việt Nam và mình sẽ bước ra ngoài thế giới một chút, là thế thì xu hướng ở thế giới thì họ đang ưu tiên tuyển như thế nào, để từ đấy là mình có thể đưa ra được những kết luận là liệu tiếng Anh nó có thực sự bão hòa, hay là nó có thực sự là selling point nổi bật khi mà mình đi ứng tuyển hay không. Thì đầu tiên thì như các em cũng biết là tầm này chắc là sắp hết Covid rồi. Thì chắc là khoảng tầm tháng 6, tháng 7 đúng cái mùa ra trường thôi là gần như là dịch nó cũng sẽ không phải là vấn đề. Vậy thì từ phía doanh nghiệp á, thì qua 2 năm vừa rồi thì thực ra là doanh nghiệp thiệt hại rất là nhiều. Đây là họ đã phải cắt giảm cái nguồn nhân lực đi nhiều. Đến năm nay ấy, thì gần như là các doanh nghiệp ấy, họ sẽ đẩy mạnh cái phần tuyển. Tại vì bây giờ khi mà đại dịch đã hết rồi, cùng với cả làn sóng về công nghệ đang đẩy mạnh á, thì doanh nghiệp họ mong muốn họ tuyển bù cái lực lượng lao động để họ có thể phát triển nhanh hơn, vì bây giờ là thị trường cũng đang rất là mở, có một cái làn sóng hồi phục. Tuy nhiên là khi mà mình nhìn sang bên mảng bên phải ấy, thì doanh nghiệp họ hỏi, khi họ hỏi họ thì họ bảo là ôi ok, anh chị sẽ tuyển rất nhiều, nhưng họ tuyển ai? Thì ở đây các em có thể nhìn thấy là chỉ có 10% doanh nghiệp được hỏi họ ưu tiên tuyển sinh viên, 30% họ ưu tiên tuyển thực tập sinh và các bạn fresher mới ra trường thôi. Còn tới 70% là doanh nghiệp ưu tiên tuyển ứng viên nhiều kinh nghiệm. Vậy thì với các em đang là sinh viên và có thể sắp mình sắp ra trường đi, thì thực tế là mình không phải là chỉ cạnh tranh với nhau đâu. Ví dụ như là các em là các bạn sinh viên đường đại học thương mại, mình cạnh tranh với các bạn nail, các bạn phở tu. Và thực ra là mình có khi mình phải cạnh tranh các anh chị khóa trên của mình, hay là các anh chị đi làm đã nhiều năm kinh nghiệm. Vậy thì nó sẽ... Tuy là cơ hội về thị trường nó rộng mở, tuy nhiên là cái việc là tiêu chuẩn đánh giá của nhà tuyển dụng với các em ấy cũng sẽ khắt khe hơn, đặc biệt là về vấn đề năm kinh nghiệm. Vậy thì nếu mà bây giờ mình không có đủ nhiều kinh nghiệm như các anh chị, thì làm sao mà mình cạnh tranh được, đúng không? Thì điều này nó đưa ra được một bài toán là nếu mà bây giờ mình không có đủ kinh nghiệm bằng các anh chị, thì mình có cái gì để thể hiện với cả doanh nghiệp làm mình cũng có một cái giá trị tương ứng với những cái kinh nghiệm của người đi làm trước đó. Thì ở đây là nhà tuyển dụng họ sẽ nhìn nhiều hơn vào cái tiềm năng phát triển của các em. Ví dụ là thay vì họ tuyển một cái người có khoảng tầm 2-3 năm kinh nghiệm, nhưng mất khoảng tầm 6 tháng để 6 tháng đến 1 năm để đạt được cái gọi là trình độ họ mong muốn của một chuyên viên. Thì bây giờ nếu mà các em có một cái bộ khung năng lực, bộ kỹ năng mà các em cũng thể hiện là trong vòng 6 tháng, 1 năm, thậm chí là nhanh hơn,
các em hoàn toàn có thể học được những cái kiến thức mà các anh chị đã từng làm, từng học. Thì đấy cũng là một cái mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao. Và ở đây khi mà bọn anh cũng trao đổi với các doanh nghiệp á, thì top các vị trí doanh công việc doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2022 ấy, thì đi đầu là mảng kinh doanh bán hàng, tức là thông thường sẽ là chuyên viên quan hệ doanh nghiệp hay là nhân viên bán hàng. Tại vì các em cứ hình dung là khi mà doanh nghiệp họ hồi phục á, thì họ cần tiền. Vậy đâu là phòng ban kiếm ra tiền? Là chắc chắn là phòng bán hàng. Ví dụ như là anh Dũng làm ra một con game rất là hay, nhưng mà để mà kiếm được tiền thì cũng phải nhờ đội marketing, đội sale đi bán được. Và từ đấy là có cái nguồn lực đấy thì mình làm cho con game này nó có nhiều event hơn, hoặc là chỉ có nhiều map hơn chẳng hạn. Đó. Thứ hai đó là cái vị trí, như là cái khối vị trí kinh doanh bán hàng và khối vị trí marketing, truyền thông quảng cáo á, là những cái khối vị trí mà doanh nghiệp họ rất là ưu tiên. Thứ ba là khối doanh nghiệp mà khối vị trí mà tạo ra sản phẩm. Thì gần như là bây giờ ấy, các doanh nghiệp kể cả truyền thống hay là các doanh nghiệp công nghệ ấy, họ các doanh nghiệp công nghệ thì năm vừa rồi phát triển rất là nhanh rồi, thì chắc chắn là họ sẽ cần các bạn ở lĩnh vực IT phần mềm để làm ra các sản phẩm. Tuy nhiên với các doanh nghiệp truyền thống ấy, thì trong khoảng thời gian gần đây các em có thể nghe rất nhiều về cái từ là chuyển đổi số, thì các doanh nghiệp họ đều phải số hóa cái hoạt động của họ để nó tối ưu hơn, thì họ cần một bộ phận là IT phần mềm để có thể làm để thực thi cái việc đó. Và thì đây là ba cái nhóm vị trí mà doanh nghiệp họ sẽ tuyển nhiều nhất trong năm 2022. Và với tất cả những cái nhóm vị trí này thì sẽ đều cần về tiếng Anh, về cơ bản là sẽ cần hai kỹ năng, đó là nghe và đọc, để các bạn có thể tự học được. Và đặc thù một số vị trí, ví dụ như là kinh doanh bán hàng, về những cái mặt hàng mà mình xuất nhập khẩu, hay là với những cái phần mềm doanh nghiệp chẳng hạn, thì chắc chắn là phải có kỹ năng nói tốt. Đó, thì đấy là cái bức tranh sơ bộ về cái thị trường tuyển dụng. Bây giờ mình sẽ đi cụ thể hơn một chút. Thì trước anh có trao đổi với chị Diệp ạ, thì các chị em đều đồng ý là mình sẽ cần có một cái hình dung rõ ràng về cái mức thu nhập của các bạn sau khi ra trường. Thì ở đây thì các em có thể nhìn thấy là với những cái vị trí mà nhân viên kinh doanh, marketing executive, những cái vị trí ở đầu ở cái hàng của bên trái đây, đó, thì nó sẽ cao hơn những cái vị trí trung bình như kiểu chăm sóc khách hàng, hành chính nhân sự, kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế. Tức là gần như cái nhóm vị trí kinh doanh ấy, mức lương trung bình sẽ cao hơn. Đấy là của khối văn phòng. Và khối tech thì chắc là anh hôm nay anh không tiện share, tại vì cái background các bạn thì hôm nay thì đang học ngành quản trị kinh doanh quốc tế nhiều. Nhưng về khối tech thì mức lương nó sẽ gấp rưỡi so với những cái vị trí nhân viên kinh doanh. Tức là về cơ bản là những ba cái vị trí top đầu mà doanh nghiệp đang hăng đang mong muốn tuyển nhiều, họ trả lương cao hơn hẳn so với nhóm vị trí mà không sử dụng tiếng Anh, những vị trí truyền thống. Cho nên là đây là một cái cơ sở để mình cũng hình dung là nếu mà mình có tiếng Anh thì những cái cơ hội của mình nó rất là rộng mở, đặc biệt là với ba mảng kinh doanh, marketing truyền thông và IT. Và ở đây ấy, thì ok, mình đã biết được là thị trường cần như thế nào, và cụ thể mức lương ra sao, thì trong cách tuyển của doanh nghiệp ấy, thì có khác gì không. Thì khi mà ban đầu chương trình anh có nhận được rất nhiều câu hỏi là ok, nhắc đến top CV ấy, là bây giờ cuối giờ anh cũng chỉ là em sửa CV. Nhưng thực ra cái bản CV nó có thực sự quyết định cái việc là em được tuyển vào trong doanh nghiệp hay không ấy. Thì cá nhân anh nghĩ là không. Tại vì về cơ bản ấy, là những cái thông tin trên bản CV ấy, nó sẽ chỉ cho nhà tuyển dụng và doanh nghiệp ấy, có một hình dung bước đầu về em thôi. Còn để thực sự biết được là em có phù hợp với doanh nghiệp hay không thì mình sẽ phải qua vòng đánh giá. Vòng đánh giá thì sẽ cần có những cái bài test để doanh nghiệp đánh giá và vòng phỏng vấn. Thì hiện tại thì gần như là 70% doanh nghiệp mà bọn anh khảo sát đã đánh giá là cái bài test trong quy trình tuyển dụng là cần thiết để có thể xác định được rõ cái năng lực của các em. Ví dụ đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường ấy, thì lấy đâu ra mà nhiều kinh nghiệm để mình so với các anh chị gọi là dày dạn rồi, đúng không? Thì đâu là cơ sở để tuyển dụng biết được là các em phù hợp, thì họ sẽ cho các em làm bài test. Và test thì có thể đi từ những cái bài test tính cách, test về chuyên môn, và có cả những bài test về ngôn ngữ nữa. Ví dụ như là cái vị trí là nhân viên bán hàng của Honda, tức là chuyên bán hàng ở cái vị trí các cái chuỗi của Honda Việt Nam á, đại lý Honda Việt Nam, thì bây giờ họ đang ứng dụng là bắt buộc chuyên viên phải có mức TOEIC trên 650. Và
Work CV hiện tại là đang cung cấp cái nền tảng này cho Honda, họ test cho toàn bộ nhân sự. Thì đấy là gần như là cái tiêu chuẩn đầu vào. Nên là đấy cũng là một cái bài test ấy, mà họ sẽ test các em trong quá trình đầu vào. Và thực tế bây giờ kể cả khi mình có những cái chứng chỉ hay là mình đã có gọi là điểm GPA mình đưa vào trong trong CV của mình rồi, thì doanh nghiệp họ vẫn muốn test lại lần nữa để họ xác minh được rõ cái năng lực ở thời điểm hiện tại của các em và cái tiềm năng phát triển phía sau. Thì vừa rồi thì anh có tổng quát cái việc là thị trường Việt Nam thì doanh nghiệp đang mong muốn như thế nào và cái việc mà mình đưa cái bài test vào trong quá trình tuyển dụng. Tuy nhiên là anh trong buổi hôm nay khi mà mình có nói về tiếng Anh ấy, thì anh cũng muốn đưa thêm một cái phần nữa là về việc là mối liên hệ giữa tiếng Anh và cái xu hướng làm việc từ xa là remote ấy. Thì khi mà bọn anh có dựa vào một số report và bọn anh cũng có một cái trang việc làm từ xa.vn, thì bọn anh nhận thấy là cái mức tăng trưởng của gọi là các cơ hội việc làm remote tại Việt Nam nó rất là rộng mở. Thì các em có thể nhìn thấy là mức tăng trưởng trong vòng gọi là 12 năm gần đây là gần như là 160% và bây giờ nó vẫn đang tăng. Thì tại sao cái cơ hội việc làm remote này nó lại tăng như thế? Thì do 2 năm vừa rồi dịch thì mình biết được rồi là gần dần là kể cả anh hay là anh Dũng hay là chị Điệp thì đều phải quen với cụm là work from home. Tức là mình vẫn phải làm, kể cả khi dịch thì công ty vẫn phải làm, không? Thì dần dần là sẽ tạo ra một cái thói quen là làm việc từ xa, nó cũng sẽ phải chất lượng, nó phải tiệm cận cái việc là mình làm việc trực tiếp. Và khi đó thì bản thân là nhân sự cũng sẽ hình thành một cái kỹ năng, một bộ kỹ năng để có thích ứng với cả phải làm từ xa. Và khi mà mình thích ứng được với cả cái việc là làm việc từ xa thì nó sẽ không phải là làm việc từ xa khoảng cách từ nhà mình đến văn phòng nữa, mà nó có thể là từ Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc là xa hơn là từ Việt Nam đến các quốc gia châu Âu chẳng hạn. Do đó là cái cơ hội việc làm của mình nó sẽ được rộng mở hơn. Thì ở đây anh còn về cái khái niệm remote working á, thì nó có thể là việc là em làm full time remote worker cho một công ty hoặc là em làm freelancer, mình có thể lên các mạng freelance để mình nhận việc. Thứ ba, mình có thể làm chuyên gia theo kiểu dạng tư vấn hoặc là mình làm cộng tác viên theo tính chất thời vụ. Và ở đây thì khi mà remote working á thì không phải là em sẽ thể tính theo chấm công nữa, mà người ta sẽ tính theo cái hiệu suất công việc của em. Nên là cái việc mà test đằng trước ấy, tại sao nó cần, thì nó sẽ xác minh được là năng lực của em có thực hay không. Để từ đó là khi mà theo dõi qua những cái công cụ đánh giá về task hay là về thời gian làm việc á, thì cũng sẽ được đo lường một cách chính xác. Và về cái môi trường làm việc thì nó cũng sẽ không có rào cản gì cả. Có thể đồng nghiệp của các em sẽ là những cái anh chị, những cái bạn ở những cái nước khác và cùng giao tiếp bằng một ngôn ngữ tiếng Anh. Do đó tiếng Anh rất là quan trọng để trong cái quá trình mà mình làm remote working này. Và gần như là cái việc mà remote working á, thì từ phía bọn anh thì có một số trường hợp doanh nghiệp có remote working có thể thay thế hoàn toàn on-site working, hoặc còn nếu mà không thì remote working có thể thay thế một phần, thì bây giờ mình gọi là hybrid working, tức là mình kết hợp xen kẽ giữa làm online và offline. Thì cái lợi ích với doanh nghiệp nó rất là nhiều và lợi ích với nhân viên cũng rất là nhiều. Các em cứ hình dung là bây giờ xăng tăng mà bây giờ các em cứ phải đi làm hàng ngày, thì có phải là một tháng mình phải dành ra một khoản phần đi lại, đúng không? Nhưng remote working sẽ giúp em tiết kiệm hơn để chi phí đi lại, ăn uống, sinh hoạt chẳng hạn. Thì với cái thứ hai đó là remote working thì có điểm cộng là cái cơ hội việc làm mình sẽ rộng mở hơn. Khi mà như mình không, nếu mà mình không làm remote ấy, thì việc làm mình chỉ giới hạn ở Việt Nam thôi. Nhưng hiện tại ấy, khi mà các em có một số kỹ năng như tiếng Anh để mình làm remote ấy, thì gần như là mình làm được, có cơ hội về làm rất nhiều nước trên thế giới. Thì gần như là cái cơ hội của việc làm của mình nó đã x lên nhiều lần số lượng công việc phù hợp với mình rồi. Tuy là nó sẽ có một số gọi là bất lợi về cái việc là thích ứng kỹ năng ban đầu để mình sẵn sàng làm remote, nhưng anh tin là trong tương lai khi mà công nghệ đi vào hoặc là khi mà các bạn ngày càng giỏi lên so với cả thế hệ của anh thì các bạn sẽ dần dần thích ứng nhanh thôi. Đó thì anh sẽ đến phần cuối cùng thôi, là nhà tuyển dụng đang tìm kiếm điều gì và của ứng viên trong và sau Covid, đặc biệt là liên quan đến remote. Thì ngoài những cái kỹ năng liên quan đến chuyên môn và những cái kỹ năng liên quan đến văn phòng ngoại ngữ ra, thì có bốn kỹ năng mà nhà tuyển dụng đánh giá rất cao ở một ứng viên. Thứ nhất đó là kỹ năng thích ứng nhanh. Thứ hai đó là kỹ năng quản lý thời gian. Thứ ba là kỹ năng giải quyết vấn đề. Và thứ tư là kỹ năng làm việc có mục tiêu. Thì ở đây với tiếng Anh thì sẽ giúp em đặc biệt ở cái kỹ năng gì. Thì anh đánh giá là nếu mà các em có một cái năng lực ngoại ngữ tốt
thì nó sẽ giúp em cải thiện cái khả năng thích ứng nhanh. Tại vì gần như là theo quan điểm của anh ấy là tiếng Anh nó không phải là một cái gọi là chỉ để các em đạt được mục tiêu là đạt được một cái chứng chỉ nào đó, mà gần như ấy, đó là cái cánh cửa để giúp các em mở ra cái con đường tự học. Và cái con đường học tập là nó đi theo mình cả đời. Cho nên là khi mà mình có tiếng Anh ấy, thì cái nguồn tư liệu cũng như là cái gọi là nguồn tư liệu và cái nguồn gọi là chuyên gia, những người support mình ấy, nó sẽ được mở rộng ra rất là nhiều. Từ đấy nó sẽ giúp mình hình thành một cái khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Thì đấy là cái phần chia sẻ của anh trong cái phần buổi hôm nay. Thì chắc là chút nữa thì anh Dũng sẽ chia sẻ cụ thể hơn về việc là tiếng Anh trong công việc như thế nào. Cảm ơn các em. Cảm ơn anh Long rất là nhiều. Và thực ra là cái slide cuối cùng của anh Long có chia sẻ với tất cả các bạn, đấy là cái khả năng thích ứng nhanh, thì có lẽ câu chuyện của vị khách mời thứ ba, đấy là bạn Thanh Hồng, chắc là sẽ chia sẻ về việc là bạn ấy đã thích ứng nhanh như thế nào vừa nhờ có tiếng Anh.